Vé gaming 37 điểm Bốc Gaming 37 điểm ừ. Win 37 Lót 16 như nhau ừ. Sài Gòn Phantom thắng thêm một trận nữa Thì là win 36 đúng nhở Ờ ừ, win 36 thắng 3 0 Thì là win 36 lót 16 Như vậy là thua một điểm hiệu số Cầm Chúng ta sẽ đến với phần nhất định trước Sau đó thì chúng ta sẽ đến với trận đấu này sau Được chưa ạ Đầu tiên phải nói rằng là thứ nhất, ờ nảy ra được một tí cơ hội cho thằng Flash. Ừ, thằng Flash bây giờ thua 5 điểm. Mẹ thằng TDT vẫn cấu được quả 2 điểm căng quá. Hôm nay mà thằng TDT mà thua 3-0 ấy thì cơ hội của thằng Flash tự nhiên nó lại to lên rất là nhiều. Nhưng mà vì là thằng TDT nó thắng 3-1 à à nó, nó thua 2-3 mà thậm chí là tí nó nó thắng. Thế nên là cơ hội của thằng Flash nó vẫn nhỏ thôi các bạn Vẫn tầm <laughs> từ 10 đến 11% anh em Về mặt cơ bản thì nhìn thấy VG Minh đánh như này thì Flash cũng đái ra máu Thế đâm ra là từ 10 chắc cũng lên tầm 11-12% thôi Chứ cũng không nhiều Ok Cơ hội của thằng Flash thì có sự thay đổi Đầu tiên thì ta nói về bên phía nửa trên của bảng xếp hạng nữa ờ, Bây giờ thì chúng ta có thể tạm phân như thế này Sài Gòn Phantom tầm khoảng 90, à, tầm khoảng 80% top 4 Bốc Gaming và V Gaming tầm khoảng 90% top 4, 95% top 4 cả hai đội tuyển. Đấy còn Sai còn Phantom thì tầm khoảng 80%, đó. Ờ, 85%, tôi nghĩ là 80 đến 85%. Ờ, TDT bây giờ chiếm đâu đó khoảng hơn 50%, uh, tùy vào phong độ của TDT nhưng mà tầm khoảng 50% hơn 50%. Heavy thì đâu đó ra là tầm khoảng uh, 40%, còn lại uh, Zot đâu đó tầm khoảng uh, 10% nào đó cho Flash đó uh, MDH thì là tầm khoảng uh, 10 đến 15 trăm uh, và khoảng 20 phần đi khoảng 20 lên được uh, khoảng MDH khoảng 20 lên được uh, top 6 MDH khoảng 20 phần lên được top 6 đầu tiên phải nói về V gaming với bốc gaming đã ngày hôm qua nhận định là V gaming thắng 31 thì các bạn đéo tin ờ, oh, cứ ngồi mẹ mình V gaming ăn thì đéo được bốc gaming à không cũng có bạn tin cũng có bạn tin ngày hôm qua nhận định về thắng tháng 3 một thì cũng có bạn tin đến nỗi là đéo tin thì cũng không đúng cũng có ông tin xin lỗi cũng có ông tin cũng có ông tin về mặt cơ bản ấy thì thằng VGaming ấy ngày hôm trước ấy nó thua thằng sài gòn phantom xong tôi được các bạn bắt xem cái mic check cái mic check này các bạn bắt tôi xem ờ tôi nghe cái mic check cái tôi thấy thằng VGaming có lẽ là hôm sau nó sẽ thắng các bạn nhá không hiểu tại sao từ sau khi tôi xem xong cái mic check của VGaming đối đầu với Sài Gòn Phantom Bạn nào chưa xem cái mic check đấy có thể xem lại Đấy, tôi xem cái mic check này xong tôi cảm nhận là thằng Vegaming hôm nay sẽ thắng. Và tôi nghĩ là thằng Vegaming sẽ thắng 3-1. Hôm qua thì nhận định là Sài Gòn Phantom thắng 3-0 nhưng mà thật ra Sài Gòn lại thắng 3-2. Nói rồi là Sài Gòn Tôm thắng 3-0 thì hơi khó. Nhưng mà hy vọng là Sài Gòn Tôm thắng được 3-0 để cho Sài Gòn Tôm lên hẳn top trên để cho thằng TTT xuống top dưới đâm ra là thằng Flash có cơ hội, đâm ra là cạnh tranh top dưới nó cũng căng hơn. Nhưng mà Sài Gòn Tôm chỉ thắng được 3-2 thôi mà hú vía, chắc đéo hôm nay đã thắng được à, có nhiều anh em bảo là sài gòn pha tôm nhả đúng không anh không em đánh đái cả giá máu với nhả cái đéo gì em nên nhớ về nha mọi người phải nhớ một điều này là thằng sài gòn Phantom tôm đang rất muốn cạnh tranh top một hai thằng sài gòn pha tôm rất muốn cạnh tranh top một hai thế nên là thằng sài gòn pha tôm nó sẽ không dại gì nó đi nhả cho thằng tdt cả hôm nay bưng cũng nói rồi rất muốn flat vào được top bốn cũng không có vấn đề gì cả Đối với Sáng và tôm bây giờ nó cũng không quan tâm lắm đến thằng Flat như ngày xưa đâu. Về mặt cơ bản nó chỉ còn là truyền thống về cái mặt gọi là kiểu như kiểu hai đội tuyển đều dày danh hiệu với lại cả chiến là bạn thân của Bông Chứ để mà nói bây giờ Sáng Tôm sợ team phát nào nào. À, nói giống kiểu giọng của Binzi chứ Sáng Tôm có muốn gặp team Flat không? Yes. Sài Tôm có sợ thì phát không? Nào là <laughs> thật sự thì về cơ bản thì Sài Tôm không quan tâm lắm đến team Flash đâu Chẳng qua là hôm nay thằng TNT làm tốt Thế nên là thằng, thằng Sài Gòn Phan Tôm nó cũng nó cũng thua thôi Chứ còn Sáng Tôm tự tay loại team Flash có khi họ càng thích Chả có vấn đề gì cả Ok về mặt cơ bản thì là chúng ta đang nhìn thấy được rằng là Sài Gòn Phantom với 33 điểm và một trận chưa đấu Nên nhớ là Sài Gòn Phantom mới thi đấu 13 vòng Hai đội tuyển này VGM và Bốc VK Minh là khởi đầu cho vòng 14 Tức là hôm nay là chúng ta có là đâu thằng HQ và thằng Xtreme. thì thôi hai thằng này bỏ qua đi, hai thằng này thì đánh vòng thi đấu thứ 14 rồi này. À nhầm thằng HQ với thằng B2F đánh vòng 14 này. Và thằng đây được rồi, cái trận này thì nói qua một chút thì thằng HQ với thằng B2F Gaming là đánh vòng 14 thì sau vòng 14 thì thằng HQ vượt lên B2F thắng 3-0 anh em, trận cầu 6 điểm anh em. Trận cầu 6 điểm thắng 3-0 B2F lại lâm nguy. Đâu? Cạnh tranh của top uh, xuống hạng sẽ là ba thằng này cạnh tranh với nhau, cả ba thằng đều còn cơ hội. Trong đó thì cơ hội của thằng HQ là rõ rệt nhất bởi vì nó vừa thắng 30 không B2F xong. Tức là về mặt đối đầu thì nó cũng hơn là B2F, điểm số về mặt hệ số các bạn có thể thấy, hệ số ngà ngà nhau. Thế nên là bây giờ chỉ cần ông nào ăn được một điểm trong một cái trận thua thôi thì là lên và sẽ ngang hiệu số. Thế nên là về mặt cơ bản nhá thì là hiệu số cũng như nhau. Ba ông này là hiệu số như nhau, chỉ có là ông này lợi hơn là hơn một điểm. Thế nên là về cơ bản thì là ông HQ có lợi hơn bởi vì ông HQ thắng đối đầu B2F, còn HQ với Xtreme thì tôi không nhớ đối đầu lắm. Thế là bỏ qua cái top dưới đi. Về mặt cơ bản thì hai đội tuyển này đánh trận thứ 4 rồi và ba đội tuyển này thì lợi thế nó tầm sàn sàn nhau, thằng nào cuối mùa đánh tốt hơn thì thằng đấy trụ hạng. Nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta bỏ qua ba cái thằng này. Chúng ta sẽ đến với MDS MDH thì coi như là có được cuộc cạnh tranh vào top 6 với team Flash. Nếu mà vào được top 6 thì MDS có thêm được khoảng 100 triệu. Tôi nghĩ là với MDH ấy, quan trọng nhất ấy là các cá nhân của MDH chứng tỏ tốt Đấy, thì đội tuyển này năm sau có tiềm năng Thế còn nếu như mà trong trường hợp mà tuyển thủ nào mà muốn ra đi chẳng hạn thì cũng có bến đỗ xứng đáng Tức là bây giờ tôi thấy là có một vài trường hợp của MDH rất là sáng Ví dụ như là trường hợp của Phoenix tôi thấy sáng NDT thì ở đường xạ thủ tôi nghĩ rằng là trình độ như của NDT thì chưa thể nói là quá kinh khủng được Nhưng mà Phoenix là sẽ có thằng có thể nhăm nhe được ừ, Riêng cái trường hợp của thằng Phoenix thì 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 thằng bốc và thằng flat tôi thấy là cũng sẽ thèm <laughs> đấy trường hợp của thằng phoenix ấy là thằng bốc với thằng flat là hai thằng sẽ thèm thằng heavy sài gòn phantom và VGaming thì nó không thèm nhưng mà thằng bốc với thằng flat thì biết đâu lại thèm thế nên là một là mdh mùa sau thì có thể là đánh tốt hơn thì có thể là kiểu tương lai sáng hơn nhưng cũng có thể là đối tượng để cho một vài những đội tuyển nó nhăm nhe một vài những cái những cái thành viên tuấn trần hôm nay đánh không ăn thua nên là không thể nói tuấn trần sáng được Trường hợp của YT thì cũng đi Flash rồi nhưng mà cuối cùng Flash không nhận Thế nên là tôi nghĩ rằng là YT bây giờ cũng khó để đi đâu Thế thì chỉ có trường hợp của Phoenix là cái trường hợp sẽ sáng được không Thì thằng Flash với thằng Bốc tôi nghĩ là sẽ thèm Đấy kiểu kiểu vậy Ok Chúng ta sẽ có trường hợp của thằng Flash thì uh, bây giờ mới đánh 13 vòng Thế nên là khi mà thằng Flash đánh vòng thứ 14 thì sẽ uh, có thể tăng được 3 điểm thì nếu như mà thằng Flash bây giờ phải ăn được thằng Sài Gòn Pha Tôm thì lúc đấy nói chuyện tiếp đến cuộc cạnh tranh top 4. Còn nếu như là thằng Flash không ăn được thằng Sài Gòn Tôm thì thôi cái có cái nịt. Bởi vì bây giờ thằng TDT với thằng Flash với thằng Heavy cùng đánh là 13 vòng. Thì uh, sau khi mà đánh uh, cùng đánh 13 vòng thì là bây giờ tranh nhau 5 điểm. Tức là còn đúng 5 vòng nữa, 5 vòng mà 5 vòng mà hai thằng này tranh nhau 5 điểm. Đấy, 5 vòng mà hai thằng này tranh nhau 5 điểm. Thì tức là thứ nhất thằng Flash phải thắng thằng TDT Inshot với tỷ số là 3-0. Đấy là điều kiện gần như là tiên quyết là thằng Flash phải ăn được thằng TDT với tỷ số là 3-0. Và thứ hai nữa là thằng TDT còn phải mất điểm nữa và thằng Flash phải ăn điểm nữa. Tức là thằng TDT còn phải mất thêm điểm nữa các bạn, còn phải mất thêm điểm nữa, còn phải mất thêm một trận 3-0 hoặc 3-1 nữa thì lúc đấy thằng Flash sẽ có cửa bởi vì lúc đấy thì hiệu số của thằng Flash hơn thằng TDT các bạn nhá. Nếu mà các bạn nhìn vào điểm hiệu số như thế này các bạn biết ngay là điểm hiệu số của thằng Flash khi bằng điểm thằng TDT thì điểm hiệu số của thằng Flash sẽ hơn. Và vì vậy thế nên là nếu như mà được 5 điểm, tức là bây giờ thằng TDT đang hơn Flash là 4 điểm rưỡi rồi các bạn nhìn cái điểm như thế này là biết là thằng TDT đang hơn có 4 điểm rưỡi thằng Flash thôi. Bởi vì các bạn hình dung là nếu như cái chất đối đầu của thằng TDT với thằng Flash và thằng Flash ăn 3-0 hoặc 3-1 thì các bạn hình dung là tự nhiên cộng 4 điểm hiệu số cho đến 6 điểm hiệu số cho thằng Flash so với thằng TDT. Thế nên là về cơ bản thì thằng Flash có thể vượt lên được vị trí của TDT nếu như nó đánh tốt nhưng mà thật sự là cái cửa mà phải thắng cả Vệ Game Minh hoặc là thắng cả Sài Gòn Phantom hoặc là xong rồi quan trọng nhất là phải thắng được TDT từ 3-0 đến 3-1 là một cái cửa cũng khó khăn đấy, rất khó khăn đấy. Ừ. Uhm. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến uh, trường hợp của Heavy. Heavy thì về cơ bản thì sau trận thua vừa qua thì bây giờ thì căng. Bởi vì là Heavy sau trận thua vừa qua thì bây giờ cái quan trọng nhất là trong cuộc đụng độ với TDT. Phải thắng từ 3-1 trở lên. Thì cơ hội sẽ quay trở lại. T uh, Heavy thì cửa vẫn còn sáng anh em. Heavy thì cửa vẫn còn sáng. Nhưng phải thắng đối đầu với TDT từ 3-1 trở lên. Thì lúc đấy sẽ ok. Heavy lượt đi ăn TDT rồi. Nếu lượt về ăn TDT nữa thì nếu như mà bằng hiệu số. Tức là sau khi mà thắng 3-1 thì các bạn ngày mai luôn sáng. 12 giờ trưa mai trận đấy tôi làm. Ờ, ừ, 12 giờ trưa mai luôn. 12 giờ trưa mai nếu như mà thằng Heavy ăn 3-1 thằng TDT. Đấy, nếu như thằng Heavy ăn 3-1 thằng TDT thì hai thằng bằng điểm bằng hiệu số. Và khi đó à đâu? Ờ đúng rồi, bằng bằng điểm bằng hiệu số thì khi đó thì thằng Heavy sẽ đứng trên nhờ vào việc là đối đầu của thằng Heavy thắng. Đó. Thế nên là về cơ bản thì cái lý thuyết cái gì thì bạn không xem lý thuyết thì bạn vào đây làm gì? Ở đây chỉ có check -sa free và xem lý thuyết thôi. Chứ làm đéo có đánh thực tế đánh thực tế mẹ nhìn view thôi Ờ được chưa? Đánh thực tế nó rơi vào tầm khoảng cuối buổi livestream đánh tầm khoảng tối đa được 3000 view. Lúc đấy 12 giờ 1 giờ 1 rưỡi rồi. Thế nên là làm đéo có cái gì mà thực tế, trả lý thuyết thì cái đéo nữa. Thế nên là về mặt cơ bản thì gánh nặng cho thằng Heavy là ngày mai phải thắng từ 3-1 trở lên. Thắng từ 3-1 trở lên là được, thắng từ 3-1 trở lên là được. Ok. Về thằng TDT thì cơ bản nhất là bây giờ là cứ vã được nhiều điểm nhất có thể, cứ vã được càng nhiều điểm càng tốt. Với thằng TDT thì bây giờ cứ vã được càng nhiều điểm thì lại càng mẹ mình nẫu ruột lại càng ngon. Thằng TDT thì bây giờ thua cũng được, thua 3 hai cũng được. nó không cần thiết nó phải nó không cần phải quan tâm đến mẹ bất kỳ một cái thằng nào. Bây là thằng TDT thì không cần phải quan tâm đến thằng nào cả. Nếu như mai mà thắng Heavy nhá thì TDT chắc mẹ xuất luôn, phải tầm khoảng 80%. Nếu mà ngày mai mà TDT thắng Heavy thì 80% heavy à, 80% là TDT là top 4 rồi. Nhưng mà nếu như mà không thắng được heavy, nếu như chẳng may không thắng được heavy thì sao? Nếu như không thắng được heavy thì cứ vã được càng nhiều điểm càng tốt, thua 3 2 cũng được. Đấy, xong rồi các trận sau cũng thế cứ vã được càng nhiều điểm càng tốt, không cần biết ăn được từng trận, từng trận. Ở Liên quân bóng bay Việt Nam nó bị một cái đấy là phải ăn từng trận các bạn nhá, phải ăn từng trận. Nhưng không thể ăn theo kiểu mà ăn mẹ ăn ăn theo kiểu ăn 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 ăn, ăn, ăn kiểu ăn kiểu gọi là à, cứ phải có 3 điểm mà cứ từng trận một từng trận một thua ba hai được đấy tiếp theo đó chúng ta tức là vẫn đánh tdt đối đầu với team flash chẳng hạn thua ba hai được không vấn đề gì cả không vấn đề gì cả ok còn tiếp theo là trường hợp của sài gòn phantom thì trường hợp này đang bứt dần ra khỏi top 4 mà bây giờ nó bứt lên top một hai rồi cái vấn đề là bây giờ là các bạn nhìn là các bạn thấy này thằng sài gòn phantom mai mà nó thắng thằng flash nếu như ngày mai nó thắng thằng flash nhá thì thằng Bốc Đế Minh liệu chừng Tôi vẫn cứ có cảm tưởng là nếu như mà lượt về thằng Bốc gặp Sài Gòn Phantom Mặc dù là trận đầu tiên thằng Bốc thua Sau đó nó có một cái chuỗi thắng hủy diệt Và chúng ta nói rằng là thằng Bốc thua bởi vì đá im đi lỗi Nhưng mà lượt về này nếu như thằng Bốc gặp lại thằng Sài Gòn Phantom Thì tôi vẫn cứ nghi nghi là thằng Bốc sẽ thua Thằng Sài Gòn Phantom Đấy là nghi nghi là như vậy Cứ có cảm giác là có thể thằng Bốc sẽ thua thằng Sài Gòn Phantom Và nếu như mà trong trường hợp thằng Sài Gòn Phantom thắng thằng Flash thì thằng Sài Gòn Phantom nếu như mà thắng nốt đốc Thì là lụm cái top 2 Mà top 2 lại rất quan trọng các bạn Top 2 lại cực kỳ quan trọng Bởi vì top 2 là một trong những cái vị trí mà Nó sẽ giúp cho các bạn được đánh vòng playoff ở nhánh thắng Ở Việt Nam mình thì không đấu như ở bên Đài Bắc nha Là một đấu 4, hai đấu 3 Mà ở Việt Nam mình là một đấu 2 Là hai thằng vào trước một cái nhánh trên Đấy, 3 đấu 4 Đấy. Thế nên là các bạn ở top 2 vòng bảng đồng nghĩa với việc là thi đấu giải thế giới sắp tới là các bạn sẽ có cơ hội đi rất là cao. Thông thường giải thế đấu giải thế giới sẽ lấy 3 đội. Mặc dù bây giờ chưa đưa ra thông tin gì cả. Nhưng mà các bạn xem trong vòng nhiều mùa trở lại đây thì giải thế giới sẽ lấy 3 đội tuyển. Và đội tuyển nào đang đứng top 2 ở vòng bảng sẽ có cơ hội để đánh top thế giới. Thế nên là đứng top 2 là rất quan trọng. Nên là thằng Sài Gòn phát tôm các bạn cứ bảo nó nhả tay tay 2 trận cho Flash bị loại có cái cứt. Mẹ nó mong top nó lò cho thần nó thì nó quan tâm đeo thằng Flash. Flash lại chật vật ở tận top 6 đi đi, 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 lo lo cho bạn thế thì đúng là lo lo bỏ trắng răng lo bây giờ thằng sáng tôm nó đang phải lo cái vấn đề của nó đã thế nên là thằng sáng tôm bây giờ nó sẽ bằng mọi cách để nó cố gắng để nó leo lên được vị trí top 2 đã Đấy, để cho nó yên tâm chắc suất cái đã đi quốc tế cái, cái tiền nó khác các bạn hiểu không mặc dù mùa vừa rồi thì sáng tôm đi quốc tế tiền nó không khác lắm về loại cái từ vòng bảng nhưng mà cũng ít khi lắm cũng hiếm lắm cũng hiếm lắm nên là <laughs> cái đi quốc tế cái đã tính tiếp đấy Uh, đi quốc tế cái là tiền thưởng nó phải auto nó phải gần bằng vô địch quốc nội các mùa giải trước thì là như thế là gần bằng mẹ nó vô địch rồi đấy tuy nhiên là trừ trường hợp bạn bị loại từ vòng bảng nhá bạn bị loại từ vòng bảng thì, thì nó cũng nó cũng chưa ăn thua lắm nhưng mà về cơ bản thì gần bằng mẹ vô địch rồi thế nên là sài gòn phan nó sẽ cố gắng để leo lên vị trí thằng bốc đấy bây giờ thì thằng phê Gaming minh lại êm nhất thằng VGaming minh gặp sài gòn pha tôm hai lượt rồi thằng sài gòn tôm gặp bốc cái minh hai lượt rồi bây giờ đối thủ mà gọi là đối trọng với thằng sài gòn pha Phát... à, thằng VGaming minh thì bây giờ chỉ còn có thằng team flash hình như là gặp tdt nữa thì phải tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà nói chung là gặp thằng team flash thì nó lại gặp muộn hơn thằng sài gòn pha tôm thế nên là tôi nghĩ rằng là về cửa thì thằng VGaming minh vẫn được tọa sơn quan hổ đấu sớm nhất biết đâu đến lúc mà gặp thằng team flash thằng team flash nó hết mẹ động lực rồi Đấy. mà kể cả còn động lực thì ăn được VGaming đâu có dễ đúng không? Chứ nói gì đến việc là nhỡ đâu đến lúc gặp VGaming thì lúc đấy đã thua mẹ sài gòn phát tôm rồi thì lúc đấy thì cũng chả còn động lực để thắng VGaming nữa. thế nên là về cơ bản thì thằng VGaming đang chắc đang chắc nhất, đứng trên về mặt đối đầu so với bốc đấy, đứng trên về mặt hiệu số. bây giờ thì bắt đầu đến cái giai đoạn là từng trận thắng nó lại vẫn quan trọng, bởi vì vẫn còn thật sài gòn tôm vươn lên nên thằng VGaming chưa được chủ quan. đó về cơ bản thì là như vậy đấy. chúng ta nói cơ bản về mặt bảng xếp hạng thì Ngày hôm nay sau trận thua 3-0 này giá như thằng Bốc thua được 3-1 hoặc là 3-2 thì câu chuyện nó đã khác. Thật ra là ngày hôm nay thằng Bốc chỉ cần từ 1 đến 2 điểm thôi là suất đã chắc lắm rồi các bạn. Thằng Bốc ngày hôm nay chỉ cần từ 1 đến 2 điểm thì cuộc đụng độ với Sài Gòn Phát Tôm nó sẽ đánh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó có khoảng 2 điểm thì tốt quá. 2 điểm thì bây giờ nó có 39 điểm thì nó tốt quá. 39 điểm hơn được 4 điểm hiệu số so với lại cả VGM thì tốt quá. Nhưng mà đáng tiếc ngày hôm nay nó lại thua ba trắng. Thế nên là về cơ bản thì bốc gaming ngày hôm nay thua nặng quá, thua thua nặng quá. Tất cả những cái nỗ lực từ đầu mùa đến giờ đổ sông đổ bể với cái trận thua 3-0 vừa rồi. Đấy các bạn thấy nhá, một trận thua 3-0 thôi nhá, một trận thua 3-0 thôi. Nó đã ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Thế mà ông Flat mẹ mày làm hai trận 3-0 liên tiếp thì các bạn biết là cái cửa của Flat nó đen tối là vì sao rồi còn gì nữa. Thua mà thằng đây là thằng VGaming minh là thắng thằng đối đầu trực diện ba không đấy các bạn thấy nó nặng nề nó như vậy thì thằng flat cũng như thế thôi anh em thua thằng heavy với lại cả thua thằng bốc Gaming thì thua thằng heavy ba trắng thì là đối thủ trực diện thua thằng bốc Gaming lại thành hà làm hai trận ba trắng thì đúng là ối rồi luôn làm cho hai trận ba trắng gọi là gọi cơ mẹ gọi là cửa bây giờ nó nó xuống nó thấp như kiểu gọi là nó thấp gọi là bố của thấp rồi các bạn nó thấp là bố của thấp rồi đấy bây giờ đi là chưa có như vậy nên là về mặt cơ hội thì Flash vẫn còn nhưng mà nó thấp, nó thấp lắm. Ngày mai nó sẽ diễn ra rất là nhiều trận căng. Ngày mai thì như thế này các bạn nhá. Ngày mai thì chúng ta sẽ có những trận nào đây? Ngày mai có hai trận căng thì phải nếu như tôi nhớ không nhầm thì ngày mai có hai trận căng. Ngày mai chúng ta sẽ có bốn trận các bạn nhỉ? Ngày mai chúng ta có bốn trận các bạn. Từ từ đợi đợi tí đã anh em ơi xem nốt cái lịch ngày mai đã. Ngày mai là ngày 17 tháng 9, ngày 17 tháng 9. 17 tháng 9 chúng ta có bốn trận nha các bạn Chúng ta có một trận B2F đối đầu với Bốc Gaming Minh nữa các bạn Đấy là mở đầu cho vòng tiếp theo Bốc Gaming Minh sẽ đánh vòng 15 luôn ngày mai các bạn nhá Ngày mai Bốc sẽ đánh vòng 15 luôn Thế còn ngày mai sẽ có những trận nào đáng chú ý nào Chúng ta sẽ có những trận đáng chú ý sau Chúng ta có trận TTT Heavy Trận này mẹ đúng kiểu là gọi là Ngày mai là ngày định đoạt cho top 4 Chứ không phải là ngày định đoạt cho top 1, 2 các bạn nhá Ngày mai là ngày định đoạt cho top của thằng Flash với lại cả thằng Ngày mai là ngày định đoạt cho top của thằng Flash và thằng 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 Heavy và thằng TDT ấy Đó, trong cái cuộc định đoạt này thì thật ra là với thằng Flash thì nó vẫn chưa định đoạt được thằng Flash thì nó mới chỉ là định của định đoạt thôi Chứ còn nó vẫn chưa định đoạt được cái gì cả Có thể thằng Flash ngày mai sẽ hết cơ hội luôn Thế còn ngày mai là ngày định đoạt của TDT và Heavy Nếu TDT thắng Heavy và đặc biệt là thắng từ 3-1 trở lên thì heavy thì heavy out thì heavy out. Nếu như ngày mai TDT thắng từ 3-1 trở lên thì heavy out. Nếu như mà TDT thắng với tỷ số là 3-2 hoặc heavy thắng với tỷ số là 3-2 thì hai đội tuyển vẫn còn cơ hội trong đó thì cơ hội của TDT sẽ thấp hơn. Đó, so với lại cả cơ hội của à sẽ cao hơn. Đấy nếu như là 3-2 2-3 thì là cơ hội của TDT đều sẽ cao hơn một chút. Không nhiều. Đó, nếu mà heavy thắng 3-2 chẳng hạn thì thì cơ hội của TDT cao hơn nhưng mà cao hơn không quá nhiều. Đó, bởi vì là heavy còn gặp sài gòn phantom nữa mọi người heavy còn gặp nhiều đội mạnh thì 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 những vòng sau lại rất là căng thẳng nếu như mà TD thắng tự, tdt thắng từ tdt thắng từ ba một đến ba không thì là thì là căng cho heavy rồi thì là heavy chắc là sẽ ao thôi và flash chắc cũng ao nốt uh, tdt thắng 3 không heavy tdt thắng 3 không heavy thì flash còn cơ hội TDT thắng 3 không heavy thì Flash còn hơn cơ hội. Yên tôi xem cái lịch của TDT phát ra nào. Lịch của TDT chúng ta sẽ có TDT gặp Xtreme. Đấy, trận đầu tiên là TDT gặp Xtreme, sau trận ngày mai TDT gặp Xtreme. Chúng ta có TDT bốc, đấy là một trận khó với TDT này. Chúng ta có trận TDT bốc là một trận khó cho TDT này. Chúng ta có trận TDT Flash. Đấy. Và trận cuối cùng là TDT B2F. Ui, lịch của TDT thuận lợi nha các bạn nhá. Lịch của TDT còn mỗi trận gặp bốc và Flash thôi, vẫn còn hai trận lấy điểm là trận Xtreme với lại cả trận B2F trong khi đó lịch của heavy thì sao lịch của heavy thì chúng ta có lịch của heavy gặp sài gòn phantom sau vòng này thì heavy sẽ phải gặp sài gòn phantom sau vòng gặp tnt này heavy còn phải đụng sài gòn tôm là một này heavy đụng sài gòn phantom xong heavy sẽ đụng b2f ờ một trận được đánh giá là dễ thở này heavy đụng b2f xong thì heavy sẽ đụng hq hai trận dễ thở này hai heavy đụng hq xong thì heavy sẽ đụng vgaming Đấy, như vậy là heavy có hai trận đinh nhưng mà hai trận đinh của heavy còn đinh hơn là trận của tdt nên nhớ là hai trận đinh của heavy còn đinh hơn của tdt tdt là trận đinh gặp bốc với flat đấy, bốc thì vừa thua flat thì nếu như mà họ để cho tdt có điểm thì dần dần như là họ gần gần họ cũng không có cơ hội thì có khi họ buông xuôi đấy, biết đâu đấy flat có thể buông xuôi đấy, mà thật ra là flat vẫn được đánh giá thấp hơn so với cái mình ở tôi là đương nhiên thế nên là cửa của lịch của heavy đã thấp lịch của heavy đã căng hơn mà heavy lại còn đánh không ổn định lắm mà heavy lại còn là thuộc dạng là 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 gọi là kiểu như kiểu heavy lại còn là bị đang thua điểm đấy, thế nên là heavy đang ở cửa khó khăn hơn tdt rất nhiều ngày mai mà không thắng tdt tầm ba một là căng đấy ok trong khi đó thì chúng ta sẽ có thêm quả chúng ta sẽ có thêm quả lịch của thằng uh, thằng uh, fellow lịch của thằng fellow thì nặng rồi lịch của thằng fellow vừa nặng điểm vừa vừa thấp đã lịch đã nặng điểm lại còn thấp từ đấy lịch của thằng uh, Phờ thì thì uh, những cái lịch khó của nó là sẽ là gặp uh, TDT gặp Sài Gòn Tôn và gặp Bê Minh đấy là ba lịch khó của nó đâm ra là thằng flash thì lịch vừa căng mà điểm thì lại còn thấp <laughs> đấy, đấy, đấy là đấy là cơ bản như vậy thì ngày mai là cuộc định định đoạt của top 4 nhiều nha các bạn nhá ngày mai chỉ cần TDT thắng heavy từ 3-1 trở lên đấy thì tôi nghĩ rằng là gần như định đoạt trừ khi heavy làm nên cái địa chấn thắng sài gòn phát tôn và vkm với tỷ số 3 không đấy hoặc là ba một đấy thế nên là nó khó lắm các bạn nó khó lắm mà xong cái tay lại còn bị ngáng chân nói chung là cửa thì vẫn còn nhưng mà đấy thì về cơ bản thì lịch như thế thì sẽ là rất căng nhá nói chung là ngày mai heavy phải thắng và cái áp lực phải thắng là một cái áp lực lớn đấy các bạn cái áp lực phải thắng với một đội tuyển là một áp lực lớn và tôi chờ xem là chờ xem là có vượt qua nổi không chờ xem xem ông heavy ông ấy có vượt qua nổi cái áp lực Buộc phải thắng TDT hay không?